Huyền Thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trà bài chung có chủ đề Họ có nhớ bạn không? Họ ở đây là bất kỳ ai mà bạn nghĩ đến các bạn nhé. Bây giờ chúng ta có 3 tụ bài. 1, 2, 3. Thay cho 3 tụ bài từ trái sang phải. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài đầu tiên. Xin chào các bạn, chọn tụ bài số 1. Với chủ đề đưa ra ngày hôm nay, đó là ai đang nhớ bạn, thì trước hết là mình sẽ check năng lượng xem. Chúng ta vào câu hỏi đầu tiên luôn nhá. Còn bình thường thì bài của mình cứ hay lên kiểu lên năng lượng trước á, nhưng mà hôm nay mình sẽ đặt câu hỏi là ai đang nhớ bạn, để chúng ta xem đó là ai nhá. Ai đang nhớ bạn? À quên, xin lỗi. Họ có nhớ bạn không? Họ có nhớ bạn không? Thì trước hết là chúng ta phải biết là họ là ai đã. Họ là ai? Từ nay học khớp 10 gậy 9 xu. Khi học khớp 5 gậy. Từ nay học sót 10 xu. Với câu hỏi là họ có nhớ bạn không ý, bài trả bài đầu tiên là mình đi tìm là họ là ai. Thì mình thấy ở đây có mấy thông điệp như sau. Trước hết đây là một người yêu bạn nhá, một người yêu bạn. Nhưng ở đây với cái thông tin của 10 xu và 9 xu thì mình nghĩ có thể người này họ đã có gia đình rồi. Họ đã có gia đình rồi. Và lý do tại sao mình lại biết họ có gia đình rồi, bởi vì có 10 xu ở đây. Nhưng không vì 10 xu mà mình khẳng định họ có gia đình, mà mình sẽ phân tích cho bạn thấy nhá. Họ có nhớ bạn không? Chắc chắn rồi. Đó. Cái nào hợp khắp nghĩa là đây là một người mà mình nghĩ họ luôn ở bên phía sau các bạn. Năng lượng của 10 gậy, mình nghĩ đây là người hiểu rõ bạn nhất. Có thể họ là đồng nghiệp, họ ở gần, hoặc đơn giản họ là người hay dõi theo bạn. Và có lẽ trong cuộc sống của bạn cũng không dễ dàng và không dễ dàng gì, thậm chí còn đầy khó khăn, nhưng bạn vẫn kiên nhẫn, kiên trì, kiêu hãnh để bước đến cái năng lượng của chín xu này. Và họ đối với bạn không chỉ có cái sự cảm mến, cảm phục đâu, mà còn có cả sự ngưỡng mộ bạn nữa, sự âm thầm cảm mến, cảm phục và ngưỡng mộ bạn nữa. Và họ với cái cốc tình yêu này nên mình nghĩ là họ luôn ở phía sau bạn. Vậy thì có thể người này họ yêu thầm bạn, họ để ý thầm bạn và họ luôn ở phía sau. Họ dùng cái tình yêu của họ giống như là cái sự âm thầm cổ vũ bạn vậy. Mình thấy ở đây không chỉ là họ yêu bạn, họ yêu mà họ mến bạn âm thầm đâu, mà họ còn là người kín đáo giúp đỡ bạn nữa cơ. Khi học hấp, người này có thể làm, nếu mà xét về năng lực, năng lượng dựa vào 9 xu khi học hấp, thì mình nghĩ có thể người này họ, nếu mà là trong công việc thì họ có thể là họ, chức vụ của họ lớn hơn bạn. Ví dụ họ là cấp trên, họ là sếp. Ở đây năng lượng của 50 gậy thì có thể khi mà bạn gặp khó khăn hoặc là một cái trắc trở gì đó, hoặc vướng mắc gì đó, họ luôn là người âm thầm giúp đỡ bạn nhé. Tại sao mình lại nói là người này có gia đình, họ có 10 xu rồi. Và lúc nào tâm trí của họ cũng nhắc nhở họ một điều, đó là họ đã có 10 xu. Cho nên đây là một người mình nghĩ rằng họ yêu thầm bạn nhá. Đó, rồi, đó họ là ai? Thế bây giờ mình hỏi là ngay tại thời điểm này, tại bây giờ á, thì họ có nhớ bạn không? Tại cái thời điểm mà các bạn nghe trả lời, thì chúng ta đặt câu hỏi đó là họ có nhớ bạn không? Bây giờ khóc. Người này họ nghĩ đến bạn rất nhiều, đúng không? Thậm chí bạn cứ lẩn quất trong cái tâm trí của họ. Được không? Ba kiếm. The Hangman. Tại sao mình lại nói là người này họ nghĩ đến bạn rất nhiều? Họ nghĩ đến bạn rất nhiều. Thậm chí ở đây người này mình còn thấy có xu hướng là họ hay đọc, họ hay lần dở các tin nhắn ấy, hoặc là mail, hoặc là cái gì đó liên quan đến bạn, hoặc là mạng xã hội, để họ đọc những cái họ đọc hoặc là họ theo dõi bạn. Bây giờ khắp trong mắt họ, bạn là một cô bé rất là đáng yêu. Chứ là mình mới nói rằng là họ lớn tuổi hơn bạn. Một là họ lớn tuổi về tuổi tác, về năng lượng, về trình độ, về địa vị, về tất cả mọi thứ, thì họ đều lớn hơn bạn. Và trong mắt họ, bạn là một cô bé rất là dễ thương. Bây giờ khắp vừa hồn nhiên, vừa đáng yêu, vừa dễ thương. The World là năng lượng khiến cho mình thấy rằng người này họ ở cấp cao trên bạn. Họ hơn bạn tất cả mọi thứ. Đồng thời nó cũng là cái năng lượng là cái hình ảnh của bạn luôn luôn cuốn chặt lấy họ, lúc nào cũng lẩn quất trong đầu họ. Nhưng người này có xu hướng họ kiểm soát cảm xúc, năng lượng của The Fool.
Dầu phu đây lúc nào họ cũng nghĩa là họ phía họ hiểu ở bên ngoài cái dầu phu ấy, dầu phu còn có một cái nguồn năng lượng là họ hiểu bạn là một linh hồn tự do. Bạn tự do, không ai có thể trói buộc được bạn. Và họ cũng tôn trọng cái tự do đó của bạn, bởi vì người này có 10 xu rồi. Có đôi lúc nghĩ đến bạn thì cái ba kiếm này có thể là họ nghĩ đến cuộc đời của bạn ấy, có nghĩa là bạn đã từng gặp ba xu thế này, giống như bạn rẽ ngang cái giờ quơ này, nó còn là có một cái nguồn năng lượng là bạn đã từng sống ở trong các bạn có tưởng tượng là giờ quơ nó là một cái vòng nghiệp quả chẳng hạn, thì nghĩa là bạn đã từng vướng mắc trong một cái hoàn cảnh khó khăn nào đó, nhưng bạn đã dũng cảm vượt qua giờ phu và cái ba kiếm này, nghĩa là bạn buông bỏ tất cả mọi thứ, buông trôi tất cả mọi thứ, bạn sống một cách hồn nhiên và vui vẻ của chính xu ấy, và bây giờ tất cả mọi thứ giống như là đã ở phía sau lưng bạn rồi, có nghĩa là họ nhớ, họ theo dõi, họ hiểu, và đây là người rất là hiểu bạn. Và trong cái sự hiểu đấy mình đọc cả cái sự thương nữa. Vậy thì cái nhớ ở đây là gì? Đó là họ hay nghĩ về bạn và họ hiểu, họ nghĩ, họ hiểu, họ thấu cảm cái cuộc đời của bạn, và đó là cái điều mà họ quan tâm lớn nhất nhá. Bây giờ mình muốn đặt một câu hỏi, đó là khi họ nhớ bạn ấy thì họ có muốn nhắn gửi đến bạn điều gì không? Có nghĩa là khi mà họ họ nhớ bạn, chúng ta đang đặt câu hỏi đó là họ nhớ bạn, họ có nhớ bạn không, đúng không? Thì rõ ràng là họ nhớ rồi, nhưng thực ra cái sự nhớ này nó nằm ở chỗ là họ suy nghĩ đến bạn nhiều hơn. Đây là một người mà mình có cảm giác như là họ luôn chặn cảm xúc, họ không để cho cảm xúc phát triển. Và mình hãy xem là họ có muốn muốn gửi cái điều gì không, nhắn gửi điều gì đến bạn không, hoặc họ có muốn nói, hoặc là cái điều mà họ suy nghĩ về bạn ấy, cái điều thầm kín mà họ nghĩ về bạn là gì, cái điều thầm kín mà họ nghĩ về bạn là gì. Thêm vài lần. The Hierophant. Người này nhất định là sếp của bạn rồi nhé. The Hierophant. 7 kiếm. Tám gốc. Hangman. Và Pentacle. Hai loại bèo khớp. Người này nhất định là người lớn tuổi hơn bạn này, địa vị này, trình độ này, con người này, tất cả mọi thứ họ đều lớn hơn bạn, bởi vì ở đây trong mắt họ ấy, bạn chỉ là một cô bé thôi, rất là dễ thương. Theo kiểu như thế. Còn cái điều mà họ muốn nhắn gửi đến bạn điều gì, hoặc là cái điều thầm kín họ nghĩ về bạn ấy, với cái điều thầm kín gì, thì mình thấy có năng lượng của Temperance, họ cảm thấy bạn rất là xinh đẹp. Trong lá bài này Temperance có cái nguồn năng lượng của cái việc đó là bạn tạo cho họ một cái gì đó rất là bình yên, bạn đẹp một cái vẻ đẹp nó theo kiểu nó tĩnh lặng ấy, nó lắng dịu, nó bình an, khiến cho họ khi mà họ ngắm bạn ấy, họ luôn họ cảm thấy như là họ ngắm cả một thế giới bình an vậy, giống như cả một thế giới bình an có trong cái năng lượng của bạn. Và mình thấy cái người này có xu hướng là mỗi khi mà họ ngắm ảnh bạn hoặc là họ đọc những cái trạng thái của bạn, họ thường mỉm cười, mình thấy có năng lượng đó nhá. The Hierophant, người này mình ở bên trong là như thế, còn ở bên ngoài mình có cảm giác như người này là sếp của bạn, hoặc là đồng nghiệp, hoặc là một người nào đấy liên quan đến bạn, có thể ví dụ như là đối tác hay như thế nào đấy. Mình thấy có xu hướng là khi mà họ nói chuyện với bạn, trò chuyện trước mặt bạn, họ tỏ ra rất là nghiêm túc. Thậm chí họ còn nói những câu ví dụ như là họ theo kiểu giống như là tôi không đùa đâu chẳng hạn, hoặc là tôi không đùa đâu đồng chí ạ, hoặc là nghĩa là cách xưng hô thế nào đấy, nhưng mà họ luôn thể hiện là họ rất nghiêm túc trước mặt bạn, thậm chí họ nói là họ không đùa. Cho nên là ở đây họ còn họ giống như là bạn cảm thấy cái người này rất là khó hiểu. The Hyperactive, bạn cảm thấy rất là khó hiểu, mặc dù ở đây có năng lượng của những người có năng lượng trực giác nhé, trực giác này rất là tốt, trực giác này, nhạy cảm này, nhưng mà bạn cũng không hiểu là như thế nào. Ngược lại từ phía này họ cảm thấy bạn rất thông thái, bạn rất trí tuệ và thông minh, nhưng bạn có năng lượng của 7 kiếm, họ thấy bạn giấu mình rất nhiều, giấu mình theo kiểu giống là bạn ít thể hiện trước mặt người khác, trước mặt người khác bạn cứ tỏ ra bạn ngơ ngơ ngây ngô, hoặc hoặc là như là theo kiểu giống là tỏ vẻ một cái năng lượng là năng lượng lành ấy, năng lượng tự nhiên mình quên mất một cái từ đó là theo kiểu là vô hại đấy, hầu như là bạn không để ý đến một cái gì rất non non nớt, rất ngây thơ, rất dễ thương. Nhưng chỉ có họ biết được rằng ở bên trong bạn là sự thông thái này, sự trí tuệ, sự thông minh này đó, và
Ở đây mình thấy thực ra cái người này họ chỉ họ mình cảm nhận thấy cái tình cảm của người này là họ mến, dùng cái từ họ mến thì đúng hơn chứ không phải là họ yêu. Bởi vì bản chất người này đã là năng lượng rất là thông minh rồi, họ là người biết rất rõ họ đang ở đâu, họ đang làm gì và họ cần làm gì, và họ luôn biết giới hạn của họ, họ là king of short. Cho nên khi họ nghĩ đến ai, họ nghĩ đến cái điều gì, họ đều biết là họ họ quán chiếu cái năng lượng đấy. Cho nên là họ đối với bạn mình cảm thấy có là một sự cảm mến, một cái gì đó cảm thấy bạn rất là đáng yêu và họ cảm thấy rất vui khi gặp bạn. Họ coi bạn như là một cái gì đấy, một cái động lực để họ tiến lên, để họ phát triển, giống như là họ rất muốn thể hiện bản thân mình để bạn thấy rằng bạn có quyền tự hào về họ. Bạn hiểu vấn đề không? Còn nếu mà bảo yêu thì mình nghĩ là không, bởi vì người này họ kiểm soát cảm xúc. Bạn là nhớ thì họ cũng không cho phép họ nhớ bạn đâu, bởi vì họ biết đó là không được phép. Họ luôn kiểm soát cảm xúc của bạn. Thứ hai, họ là người rất hiểu bạn, họ nghĩ bạn không phải là người tầm thường, nhưng mà bạn luôn thể hiện ra bên ngoài là bạn không có gì, và họ hiểu với cái năng lượng của bạn thì cũng không bao giờ bạn để cho mình rơi vào cái mối quan hệ theo kiểu tay ba, bạn hiểu không? Và chính vì cái điều đó mà họ rất tự hào và trân trọng bạn. Đó thì đó là cái mình thấy ở đây có cái sự trân trọng nhau. Dù năng lượng bạn không thể hiện ra ở đây nhưng mình vẫn thấy có cái điều đấy, và đây là một cái thứ tình cảm mình nghĩ đó là tình cảm, nó mang tính chất là cảm mến và tri kỷ nhiều hơn là tình yêu, và nó giống như là một cái thanh âm rất là nhẹ nhàng, rất lãng mạn trong cuộc sống này. Và đôi khi những cái tình cảm nhẹ nhàng như thế nó lại là nuôi dưỡng một cái nhân tài nào đó, hoặc là nó giúp cho một ai đó lớn mạnh hơn. Vũ trụ vẫn thường cho chúng ta những cái mối tình cảm như thế, và nếu như bạn biết giữ gìn cái tình cảm này thì thực sự nó rất là đẹp, đúng không? Chỉ cần đẹp như thế là đủ thôi. Rồi đó là thông điệp của những người chọn tụ bài số 1 các bạn nhá. Các bạn nhớ rằng đây là cả bài chung, cho nên là chúng ta không gắn ghép khuyên cỡ vào câu chuyện của riêng mình. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi, ủng hộ, đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn những chia sẻ chân thành và xây dựng của các bạn dưới mỗi video. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng thì thông tin mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ chúng ta đến với tụ bài số 2. Xin chào các bạn, xin chào các bạn chọn tụ bài số 2. Chủ đề của chúng ta đưa ra ngày hôm nay đó là họ còn nhớ bạn không? Thì họ là bất kỳ ai mà bạn nghĩ đến nhé. Thì chúng ta hãy check năng lượng họ là ai. Giờ phu 8 kiếm 3 xu 6 cốc chơi phân lên. À xin lỗi, mình không tự nhiên mình buột miệng ra thôi, chứ còn không thể cứ thấy lá bài bốn gậy thì lại nói là cho hơi lên được nhá. Queen of Cups. Mình nhìn vào cái năng lượng trả bài này mình lại cảm thấy hơi buồn cười. Lý do tại sao lại như thế là mình thấy cái người này họ đã rời đi khỏi bạn rồi, và thậm chí cái sự rời đi là họ mang tính chủ động cơ chứ không phải là họ thụ động đâu. Giống như họ nghĩ rằng đã lúc họ đã rời khỏi cái mối quan hệ mà nó gây bế tắc ấy, mệt mỏi kiềm hãm cho họ lâu lắm rồi, và họ muốn làm lại, họ muốn bước sang một cái cuộc sống khác mà họ nghĩ rằng với ngã rẽ đó, với cuộc sống đấy họ sẽ nhẹ nhàng, họ sẽ bắt đầu một bài học mới. Nhưng mà không ngờ khi họ rời đi thì chỉ được một thời gian thôi, một thời gian khoảng vài ngày, hoặc là có người thì vài ngày, có người thì vài tuần, có người thì vài tháng, bởi vì nó tùy câu chuyện của từng người. Nhưng mình chỉ biết là một khoảng thời gian đầu tiên họ cảm thấy rất là thoải mái, giống như là thoát ra khỏi cái vòng kim cô á, các bạn hiểu không? Cái vòng kim cô, và họ được sống như họ muốn, có thể là họ đi du lịch này, họ thoải mái, họ đến các mối quan hệ khác này. Cái mối quan hệ ở đây thì nó là trả bài chung, thì có thể là họ kết bạn này, họ tham gia các nhóm này, họ đi chơi này, họ đi du lịch này, họ làm cái việc gì mà họ thích, chứ không hẳn là ba xu ở đây là mối quan hệ ba người, bởi vì trả bài chung rất khó đoán định. Còn nếu như ai mà có khả năng đấy thì đó là bạn tự nhặt vào cho mình, còn ở đây mình chỉ đưa ra những cái từ khóa như thế thôi nhá. Mình thấy là được một khoảng thời gian họ cảm thấy như được giải phóng, được thoát khỏi cái vòng kim cô, nhưng chỉ được nhưng sau đó thì bắt đầu những cái kỷ niệm cũ, những cái tình cảm giữa hai người lại trỗi dậy, và họ cảm thấy họ nhớ bạn rất nhiều. Và hiện tại bây giờ cái người này họ đang ra sức để họ chặn cái cảm xúc này lại cảm xúc bốn gậy, cái cảm xúc luôn dâng lên trong lòng họ nhá. Ở đây mình còn thấy có cái nguồn năng lượng bốn gậy và bây giờ sót, mình còn có cảm giác như cái người này họ giống như là từ trước đến nay, nếu mà ở đây là một kết nối tâm linh thì có phải là bạn thường hay nói với họ là bạn bạn có phải là bạn thường hay nói với họ là
bạn và họ là một kết nối tâm linh hay không, thì trước đây có thể họ không tin bởi vì họ cho là hoang đường, thì bây giờ mình thấy họ có xu hướng họ nhìn sâu vào mối quan hệ này, có thể họ nghe, có thể họ đọc hoặc là họ suy nghĩ về mối quan hệ này, và lúc nào thì cái hình ảnh của bạn cũng ở phía sau họ, nghĩa là họ luôn luôn mang ở bên mình cái cảm xúc đối với bạn nhé. Thì đó là tổng quan. Còn bây giờ mình vẫn đặt câu hỏi chính, đó là họ có nhớ bạn không? Mình vẫn đặt câu hỏi chính, đó là họ có nhớ bạn không? Tám lượt. Final shot. 10 xu. Khi mình rút những lá bài này, mình nghĩ là cái nỗi nhớ ấy nó cồn cào ở trong lòng họ. Mặc dù không có một lá bài cốc nào hai xu. Canal cup. Mình nghĩ cái nỗi nhớ này nó bắt nguồn từ cái gì? Mình phân tích bài cho bạn thấy này, để mình rút thêm một lá nữa. Rút thêm nữa cho nó ra một câu chuyện. Tại sao mình nói là họ nhớ cồn cào nhưng không hề có một lá bài cốc nào? Để mình nói tính cách của người này cho bạn nghe. Đây là một người mà họ làm việc gì họ suy xét rất là kỹ càng, họ suy xét rất kỹ càng, cẩn trọng. Và ở đây mình thấy có xu hướng là đây là mối quan hệ, có thể các bạn là vợ chồng rồi nhưng mà đang giận nhau hoặc là đang có cái sự trục trặc gì đó, hay là có một cái mối quan hệ sâu sắc mà giống như là các bạn hướng tới cái việc xây dựng cùng nhau, hướng tới cùng nhau, thậm chí cả những người đã từng nghĩ cái đối tượng đấy là chồng là vợ của mình đó. Và ngày đấy vì lý do mình nghĩ tám lợi, có thể là vì lý do khoảng cách hoặc là cái gì đó mà khiến cho họ suy nghĩ về cái mối quan hệ này, họ không tiến đến. Thì bây giờ sau khi mà họ và bạn rời đi khỏi nhau rồi ấy, thì họ có xu hướng họ nghĩ rất là nhiều, họ thậm chí ở đây đang có cái kế hoạch, có thể có những người có kế hoạch là họ về, họ họ di chuyển, họ đi đến đâu đấy, và họ suy nghĩ rất là nhiều. Họ suy nghĩ, họ tự hỏi một điều là cái con đường mà đến với nhau ấy, 10 ngày họ cảm thấy rất là áp lực, họ từng băn khoăn rất nhiều, vì thế mà họ có xu hướng họ từ chối cảm xúc, nghĩa là cái cốc trên tay của họ luôn ở trên tay họ, họ rất muốn mang nó đến cho bạn. Và bây giờ họ tự hỏi rằng sau tất cả mọi thứ thì liệu còn có thể làm lại được hay không, sau khi đã rời đi rồi thì như thế nào, nên như thế nào, họ đang suy xét. Nghĩa là như thế này, ở đây mình thấy có hai nguồn năng lượng. Trước hết là mình cảm nhận được một nỗi nhớ cồn cào trong lòng họ, mà người này có xu hướng họ muốn di chuyển, họ muốn trở về hoặc họ muốn đến chỗ bạn, nhưng họ đang suy nghĩ như thế và nó cồn cào trong cái nỗi nhớ, bởi vì họ nhớ cồn cào nên là họ mới nghĩ đến cái chuyện là họ di chuyển này, họ bay về này, họ đến cái nơi nào mà có bạn hoặc liên quan đến bạn ấy. Nhưng trong lòng của họ thì họ lại băn khoăn là không biết sau khi tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi, đã như thế rồi, đã rồi đi rồi thì nên như thế nào. Đó, các bạn có hiểu không ạ? Có nghĩa là cái sự sắp xếp một cái sự di chuyển nào đó, trở về nào đó, đoàn tụ nào đó, nó liên quan đến bạn, và họ hỏi rằng sau khi sau tất cả mọi chuyện thì không biết chuyện này sẽ như thế nào đây. Mình thấy có năng lượng đấy, và mình đọc được ở ở trong năng lượng của họ một cái nỗi nhớ cồn cào về bạn nhá. Rồi, bây giờ mình muốn dùng cái bộ bài này để mình đặt câu hỏi, đó là họ có muốn nhắn gửi đến bạn điều gì không? Nghĩa là họ xin lỗi, họ có cái điều thầm kín, họ suy cái điều thầm kín mà gì nhỉ? Mình đặt câu hỏi là cái suy nghĩ thầm kín của họ về bạn là gì? Cái suy nghĩ thầm kín của họ về bạn thì lúc này là gì? The bốn kiếm, The Sun bốn cấp, bao khắp, Kna quan, năm kiếm, 10 xu, chất tịt. Người này họ nhớ bạn rất nhiều. Mình cảm nhận được một nỗi nhớ nó cồn cào, nó dâng lên trong lân xa tim của mình ấy. Họ nhớ bạn vô cùng. Và trong cái nỗi nhớ đấy, cái lá bài The World khiến cho mình có một cái cảm thấy, có một cái nguồn năng lượng, đó là họ thấy bạn rất là đẹp. Có thể họ ngắm bạn, lúc nào họ cũng ngắm bạn. Và họ ngắm bạn, họ thấy bạn rất đẹp, bạn rất đáng yêu, bạn vô cùng dễ thương. Tất cả những cái mỹ từ gì đẹp nhất ấy, nó nằm ở bạn. Người này họ biết thiền nhá, mình có năng lượng của thiền định, họ thiền định, họ tĩnh tâm hoặc là họ ngủ, lúc nào cái hình ảnh của bạn cũng dậy lên trong lòng họ, thậm chí họ mơ thấy bạn. Và trong cái giấc mơ đấy nó rất là đẹp, giấc mơ nó rất là đẹp, ví dụ như là hai người gặp nhau này, rồi được cùng ngắm ánh mặt trời này, cùng hướng tới nhau này đấy, như sau đó thì họ trở về với thực tại, thì họ biết rằng nó chỉ là trong nỗi nhớ mà thôi. Người này, trong mắt của người này, họ hiểu, mình nghĩ có thể cái câu chuyện tình cảm của hai người ấy
nó đã từng xảy ra, là bạn cứ chờ đợi họ, bạn cứ cầm gốc tình yêu này, bạn chờ đợi họ, còn họ thì cứ đứng đó để họ tự hỏi là họ có nên mang cái gậy cảm xúc đến cho bạn hay không. Đấy, mà có lẽ vì lý do đó mà hai người dẫn đến năm kiếm, nghĩa là có sự chia tay, có sự dừng lại mối quan hệ này, và cái 10 xu mà hai người đã hẹn ước với nhau nó cứ trở thành cái sự băn khoăn của họ, trước tiên là băn khoăn cân nhắc xem là có nên tiến đến hay không. 6 gậy có nghĩa là thành công này, chiến thắng này, hy vọng này, có nghĩa là có nên đến với cái 10 xu này hay không, hay là từ từ đã. Và ba cốc này, vì thế mà cái mối quan hệ nó cứ giống như là đứng ở ngã ba đường, và cái cốc trên tay của họ cứ đứng đó. Các bạn thấy hình ảnh của con ngựa đang trầm ngâm xem là nó có nên chở, nghĩa là họ đang cầm cái cốc trên tay và họ trầm ngâm xem là có nên mang cái con ngựa, à mang xin lỗi, mang con cái cốc đến đến cho bạn hay không. Bạn hiểu vấn đề không ạ? Có nghĩa là người này họ nhớ bạn vô cùng, họ nhớ cồn cào, thậm chí họ mơ thấy bạn, và trong cái giấc mơ đấy họ trong đó họ thấy những điều rất là đẹp đẽ, nhưng mà khi trở lại với thực tại thì họ cảm thấy rằng nó không đẹp như thế, và họ hiểu được lý do vì sao nó không đẹp như thế. Thì cái điều thầm kín mà họ nghĩ về về bạn là như thế nhá. Mình xem là họ có kế hoạch gì cho tương lai hay không. Mình xem là họ có kế hoạch gì cho tương lai hay không. Họ có kế hoạch gì cho tương lai hay không. Ace of Pentacles, một kiếm, Queen of Wands. Mình khi mình rút bài đến đâu là mình có thấy có một cái nỗi nhớ nó cồn cào, nó thôi thúc ở bên trong mình. Bốn xu, 10 cấp, Queen of Cups, The World. Mình thấy có xu hướng là họ có chuẩn bị cái gì ấy, họ có kế hoạch gì hay không. Họ cứ đứng nhìn bạn thế này, họ nhìn tha thiết và đau đớn về phía bạn. Trong cái nhìn đó họ suy nghĩ, họ tự hỏi là họ có nên nhắn tin cho bạn hay không, nên chủ động đi nhắn tin này. Một là họ nhắn tin, họ hỏi là có nên nhắn tin cho bạn hay không. Hai là họ chờ tin nhắn, họ chờ cuộc gọi, họ chờ cái sự theo kiểu là chủ động của bạn dành cho họ. Trong mắt họ, họ hiểu, giống như bây giờ mình có cảm giác như họ cảm nhận được, bây giờ là cái mà họ cảm nhận được rõ nhất cái tình cảm của hai người, Queen of Wands và King of Wands, có nghĩa là cái gì đấy nó thực sự là sự hòa hợp này, sự đam mê này, có nghĩa là họ cảm thấy giống như là giữa hai người có một cái sợi dây nào đó không thể nào tách ra được ấy, và lúc nào họ cũng nhớ bạn, và họ cũng nghĩ, họ cũng cảm nhận được bạn nhớ họ. Rõ ràng đây là một kết nối tương thông chứ không phải riêng một mình họ đâu, họ cảm nhận được, nghĩa là họ nhớ bạn và họ cũng cảm nhận được cái luồng cảm xúc của bạn. Và họ thấy, các bạn phải hiểu rằng khi mà xa nhau ấy mà cái nỗi nhớ nó cồn cào lên ấy, thì nó chính là cái bộ gậy này, các bạn hiểu không? Ở trả bài chung thì không có thời gian, mình cũng không có điều kiện để mình nói sâu là tại sao lại như thế, nhưng mình chỉ biết rằng khi nào nhớ cồn cào, nhớ da diết, nó là cái bộ gậy này, và họ cảm nhận được, họ cũng biết là bạn nhớ họ. Còn người nào mà không nhớ thì có thể cái nguồn năng lượng, cái chỗ này này, cái năng lượng này nó không phù hợp với bạn nhé. Rồi, 4 xu, họ biết bạn là 10 xu, nhưng người này họ còn ôm giữ nhiều thứ ở bên trong lắm. Nghĩa là những cái đồng xu này họ rất muốn mang đến 10 ly, nhưng mà họ cứ đứng đó họ nhìn, họ đang băn khoăn đã. Queen of Cups, họ rất muốn mang chiếc cốc tình yêu đến với bạn, để nói với bạn rằng, nghĩa là giống như là kết lại một lời kết ấy. The World nghĩa là một cái gì đó như một lời cam kết cuối cùng, nhưng họ lại cứ băn khoăn xem là không biết có nên làm hay không. Mình nghĩ là có thể trong tụ bài số 2 ấy, những người chọn tụ bài số 2 có thể các bạn đang trong thời gian chia xa. Mà thời gian này các bạn mỗi người đều có một bài học riêng, nghĩa là vũ trụ tách ra để mỗi người đều có thời gian để nhìn lại cái tình yêu của mình đối với đối phương. Và khi nào tình yêu đủ mạnh thì tự họ sẽ chủ động, các bạn đừng sốt ruột nhá. Đây là trả bài chung, cho nên là tất cả những thông tin mình đưa ra nó mang năng lượng chung, các bạn tôn trọng thông điệp chung, không gán ghép thiên cữ vào câu chuyện của riêng mình. Còn nếu như bạn muốn biết chính xác cái suy nghĩ của người đó dành cho bạn là gì, kế hoạch ra sao, và cái bài học vũ trụ dành cho hai người, thì tốt nhất là bạn nên chọn trả bài riêng. Còn ở trả bài này thì mình hiểu một điều, mình thấy một điều là vũ trụ tách hai người ra để hai người có điều kiện lắng nghe lại cảm xúc của mình, và nếu tình yêu đủ mạnh thì các bạn sẽ trở về bên nhau thôi nhá. Rồi, cảm ơn bạn thời gian qua đã theo dõi, ủng hộ, đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn những chia sẻ chân thành và xây dựng của các bạn dưới mỗi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến tụ bài số 3.
Xin chào các bạn, chọn tủ bài số 3. Với chủ đề ngày hôm nay là người đó có nhớ bạn không? Thì trả bài đầu tiên đó là mình sẽ check xem là người đó là ai? Người đó có nhớ bạn không? Người đó là ai? Ồ, bốn gợn. Madison. Hai gợn. Pentacle. Sáu cốc. Mình có cảm giác nếu mà bạn nào mà nghe từ tụ bài số 2 sang tụ bài số 3 ấy, thì các bạn sẽ thấy là mình nói nó có cái sự tương thông về mặt năng lượng, thì mình thấy đúng như vậy. Ở tụ bài số 1 ấy, số 2 mình thấy một độ nhẫn cồn cào nó dâng lên trong lòng các bạn, thì tụ bài số 3 cũng y như thế luôn. Hai người đang nhớ nhau và nghĩ về nhau. Mình thấy ở cái luân xa năm 4 và luân xa năm của mình nó rạo rực, nó xôn xao, nó cứ có cái gì nó thôi thức nó dậy lên cái nỗi nhớ của bạn dành cho cái người đó nhá. Cho nên hôm nay mình nói thật là mình đi dạy mệt lắm, rồi lại còn trả bài riêng, nhưng mình cứ bị thôi thúc làm cái trả bài này, thế là nghỉ sớm được một tí mình làm luôn và mai mình mới đăng. Đó là lý do là như thế nhá. Họ là ai? Mình thấy họ và bạn đã từng có một kết nối thế này, đã từng rất ngọt ngào, và thường đây là năng lượng của nữ. Các bạn biết là năng lượng của nữ thì bao giờ tình yêu của họ cũng đầy cảm xúc như thế. Các bạn biết không, cũng là con người nhưng mà nữ và nam khác nhau, cho nên là nếu như người nào cứ so sánh thì bảo là tại sao em thế này, tại sao anh thế kia, là các bạn không có hiểu gì về năng lượng của nam và nữ cả. Đối với năng lượng nữ thì họ sống rất là cảm xúc, trong cuộc đời của họ có lẽ cái sự nghiệp của cả cuộc đời họ đó chính là tình yêu, cho nên khi họ yêu ai thì cả thế giới này đẹp vô cùng đó. Cho nên là nữ là như thế, còn nam thì họ có nhiều thứ để họ lo, họ có nhiều thứ để họ nghĩ, cho nên chỉ khi nào mà họ mất đi cái tình yêu đó, hoặc là cái người phụ nữ đấy, cô gái đấy không còn hiện diện trong tâm trí của họ nữa thì họ mới để ý thôi. Còn khi mà họ thấy ở đó rồi thì họ cứ làm công việc của họ thôi, đam mê của họ thôi, lý tưởng của họ thôi. Cái khác biệt là như thế, cho nên người nữ không hiểu, xong rồi cứ tự hỏi là tại sao mình yêu người ta như thế, mình quan tâm đến người ta, lúc nào người ta cũng là cả thế giới của mình mà người ta lại không để ý gì đến mình cả. Bởi vì các bạn phải biết rằng mỗi một giới vũ trụ trao cho một cái chìa khóa khác nhau, và chìa khóa của phụ nữ chính là tình yêu các bạn nhé. Rồi người này có xu hướng Madison, họ biết đó là tình yêu nhưng họ chặn lại. Madison là họ chủ động đấy, bạn biết vì sao không? Bởi vì người này họ hiểu, mình nghĩ đây là người mang năng lượng nữ và họ có năng lượng của hướng dẫn và chữa lành, cho nên họ biết đây là mối quan hệ như thế đấy, nhưng hiện tại bây giờ thì hãy dừng lại đã. Mình có cảm giác như là tự nhiên mình nhớ đến chuyện Chí Phèo của Nam Cao ấy, ở khi mà Chí Phèo gặp Thị Nở, thế là Chí Phèo tặng lòng mình là hãy uống ít thôi để đừng say nữa, để mà tỉnh táo mà yêu á. Ở đó thì cái so sánh ở đây thì nó cũng không phù hợp lắm, nhưng mình thấy cái người này họ hiểu rằng dù có nhớ đến mấy thì cũng đừng có nhắn tin, các bạn hiểu không? Đừng có nhắn tin này, đừng có liên lạc này, hãy từ từ đã, hãy chặn lại đi, bởi vì họ biết cái hành trình của hai người. Thậm chí họ còn biết rằng là nếu như mà cái người nam này này luôn luôn là một hình ảo sót, và nếu như mình cứ chạy theo anh ta thì thế nào anh ta cũng bỏ chạy mất, anh ta chặn cảm xúc lại. Cho nên hãy để cho anh ta thời gian thật kỹ, đủ độ để anh ta nhận ra đó có phải là tình yêu hay không. Và người này họ cũng không tham đâu nhá, họ xác định rất kỹ là họ để cho cái người nam đấy, cái người yêu của họ á, biết rằng đó có phải là tình yêu hay không, có nhận ra được đó có phải là tình yêu hay không. Và nếu như anh ta đủ nhận ra đó là tình yêu thì anh ta tự sẽ hành động, còn nếu như anh ta tình yêu nó không đủ lớn ấy, đó không phải là tình yêu, thì tụi anh ta sẽ rời đi và coi như cho hai người một cơ hội để làm lại từ đầu, còn nếu đó là tình yêu thì tụi anh ta sẽ quay lại thôi. Nghĩa là người này họ hiểu rất rõ cái điều đó và họ chủ động trong cái kết nối này nhá. Đó là họ là ai. Bây giờ mình xem là họ có nhớ bạn không. Họ có nhớ bạn không? Họ có nhớ bạn không? Thế là rồi. Cái khi mà mình nhìn thấy lá bài này ấy, cái câu mình cứ bật ra, nó muốn bật ra khỏi cái cổ họng của mình ấy là họ nhớ bạn rất nhiều. Bốn kiếm. Empress. Đây là nguồn năng lượng nữ các bạn. Mà năng lượng của Empress ấy, không hiểu vì sao mình thấy xuất hiện ở cái trà bè này là những cô gái mà họ yêu ngọt ngào lắm. Có nghĩa là nếu mà họ ở bên cạnh bạn ấy, nghĩa là mình thấy cái gì là mình đọc cái đó thôi nhá. Họ mà ở bên cạnh bạn ấy, cái cách yêu của người nữ này họ rất thích theo kiểu giống như là
Các bạn có tưởng tượng đến những người mà họ rất thích ôm không? Bởi họ coi cái ôm đấy, cái sự âu yếm đấy, cái sự va chạm về về sát thịt, mà đây không phải là năng lượng theo kiểu là giao hoan đâu nhé, mà chỉ là những cái va chạm. Ví dụ như là họ thích nắm tay bạn này, họ thích chạm vào, có những cô gái mà họ rất là thích sờ râu, mân mê râu của người đàn ông ấy, hoặc là cái tay này, hoặc là bất kể cái gì đó mà họ họ rất thích như thế, và họ cảm thấy đó là cái sự kết nối vô cùng tuyệt vời, chứ không phải là lúc nào họ, các bạn có nghĩ là họ thích ở gần, họ thích chạm đến nhau là cái năng lượng của cái việc là tình dục không nhá. Người này là người như thế, họ có năng lượng của Empress, họ yêu rất ngọt ngào. Mà cái ngọt ngào đó là họ hướng tới cái sự hòa hợp về tinh thần, về năng lượng ấy. Và họ ở bên cạnh cái người này, các bạn nhìn thấy lá bài của Temperance này, đây là một cô gái rất là thướt tha và dịu dàng. Thì cái cô gái đó cũng như thế, nghĩa là khi họ bên cạnh người yêu, họ dịu dàng, họ đằm thắm, họ tuyệt vời lắm. Ngoài cái năng lượng của dịu dàng đằm thắm tuyệt vời thì đây còn là năng lượng của Empress, nghĩa là họ là người rất là biết chăm lo. Một người phụ nữ trưởng thành, nghĩa là trong tình yêu thì nhỏ bé, dịu dàng, đáng yêu, nhưng mà trong cuộc sống thì họ là một phụ nữ rất là trưởng thành, về cái việc là họ biết chăm sóc cảm xúc, họ biết chăm sóc sức khỏe, tất cả mọi thứ, những cái gì nó thuộc về cái người phụ nữ tuyệt vời nhất hầu như nó nằm ở cái người nữ này nhá. Đó, Empress bốn kiếm. Thậm chí mình còn thấy cái cảnh là cái người này họ mang một cái tình thương rất là bao la, rất lớn đối với người nam. Ví dụ như là họ hiểu, ví dụ các bạn tưởng tượng như mà ở với nhau ấy, mà cái người nam đấy mà đi làm về giống với chồng của họ đi, nó là chồng của họ hoặc người yêu cho dễ đi, thì mà đi làm về thì bao giờ họ cũng chu đáo, họ chuẩn bị từ cái khăn tắm, bộ quần áo tắm cho đến họ massage các kiểu, hoặc là những bữa ăn. Đây là một người phụ nữ tuyệt vời lắm các bạn đó. Cho nên là người nam này mà bỏ cái người nữ này, là để mất người nữ này thì đúng quả là vô cùng đáng tiếc. Sao tốt người này thì mình nghĩ là họ họ sống rất là cảm xúc, giống như tất cả cái cuộc sống của họ ấy, cái đời sống của họ họ dành cho cái người nam này đó. Cho nên là lúc nào mình thấy trong cái cả bài này họ cũng nghĩ đến là họ dành những cái điều tốt đẹp nhất cho người nam, thậm chí họ mơ mộng đến một cảnh sống chung, ví dụ như cùng dưới một mái nhà thì họ chăm sóc, họ yêu thương cái người nam như thế nào, cái người chồng của họ như thế nào. Và có lẽ chính vì cái điều đó nó làm cho cái mối quan hệ này nó bị lệch pha, các bạn hiểu không ạ? Bởi vì trong tình yêu mà nếu như ai yêu nhiều quá thì nó lệch pha thôi, bởi vì nữ giàu cảm xúc, giàu tình yêu, nhưng không phải là yêu cả, yêu thay cho phần của người nam mà biết yêu đúng cách, nghĩa là cái trái tim đấy sử dụng tình yêu như thế nào cho nó đúng cách, để cho người nam đấy họ còn nhận ra họ có yêu hay không nữa, họ họ còn có chỗ để họ thở nữa, các bạn hiểu không đó. Và có lẽ vì thế mà vũ trụ tách ra, và trong khoảng thời gian vũ trụ tách ra, mỗi người tập trung vào hành trình riêng của mình, thì cái người nữ này họ mang năng lượng khuyên hợp quan, họ trở thành một khuyên hợp quan, và họ hài hòa giữa cái việc là họ biết giá trị của bản thân và họ biết nuôi dưỡng tình yêu. Người này bây giờ tại thời điểm này họ có hai năng lượng, họ vừa rất là xinh đẹp tỏa sáng, họ vừa biết ôm một trái tim tràn đầy tình yêu thương nhá. Còn với những việc là họ có nhớ bạn không, họ nhớ bạn rất nhiều, nhưng mà họ luôn có xu hướng là họ cân bằng giữa cảm xúc và cái thực tế nhá. Đây là người nữ đã đạt đến cái năng lượng cao rồi. Rồi bây giờ mình sẽ xem một cái tụ bài là cái điều thầm kín, mà nghĩa là cái điều tích tích mình muốn đặt vào cái câu hỏi đó là cái điều câu hỏi đó là cái điều thầm kín mà họ 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 nghĩ về về cái mối, tự nhiên mình không biết đặt câu hỏi gì nhỉ. Những suy nghĩ thầm kín của họ về mối quan hệ này, những suy nghĩ thầm kín của họ về mối quan hệ này. 9 cấp, 3 cấp, mình chẳng thấy mối quan hệ nào đang chia san mà lại lãng mạn như thế này cả. Rồi khi là pentacle nó chỉ dành ở những cặp đôi thức tỉnh thôi các bạn. Lúc nãy có một bạn nam, bạn ấy còn rất là trẻ, đang là sinh viên thôi, sinh viên hoặc là vừa mới ra trường gì đó, bạn ấy hỏi mình là chị ơi làm thế nào để mà yêu mà không bị ràng buộc, bởi vì bạn ấy tu Phật, bạn ấy không biết có phải là Phật tử hay không nhưng bạn rất là hiểu về đạo Phật, thì bạn ấy hỏi là chị ơi làm thế nào để yêu mà không bị dính mắc. Các bạn biết mình trả lời thế nào không? Mình bảo với bạn ý là một là em phải yêu một người thức tỉnh, nghĩa là họ thức tỉnh thì họ sẽ biết yêu đúng cách. Hai là khi nào mà trái tim của em đủ rộng ấy, để em có thể bao dung, em có thể dẫn dắt, em có thể chỉ dẫn, có thể giúp đỡ cái người yêu của em ấy, họ lớn lên, họ tốt hơn, đó họ trở thành một người hoàn hảo, thì khi đó hãy yêu. Nghĩa là có hai hai chọn hai đối tượng, một là cái người phải tỉnh thức, và hai là mình đủ lớn để mình dẫn dắt họ. Đó thì ở đây mình nghĩ là cái năng lượng của người nữ rất là tuyệt vời, họ đã có năng lượng dẫn dắt rồi đó các bạn.
Cho nên mặc dù chia sao mà nó ngập tràn cái tình yêu và sự lãng mạn, nhưng mà nó cũng xảy ra những cái vấn đề như năm mượn này, ba cấp, nhưng mà mình thấy họ rất là vui vẻ, họ không đi lụy, và cái gọi là cái ngọn lửa tình yêu nó vẫn đầm thắm ở bên trong họ, chứ họ không vì cái chuyện chia xa hay là đau khổ mà họ nhìn cuộc đời một cách bi thảm và oán trách không. Đây là một cái năng lượng rất là tuyệt vời. Mình nghĩ năng lượng nữ ở đây đã có những người về đích rồi. Về đích ở đây thì các bạn đừng tưởng là về đích xong các bạn cứ ngồi ở trên đó đâu nhá. Mà về đích ở đây nghĩa là bạn chạm đến cái đích đấy rồi, nhưng bạn có giữ được nó hay không, bạn giữ được cái nguồn năng lượng đó hay không, thì nó lại là một chuyện rất khác. Các bạn hiểu vấn đề không nhá? Rồi bây giờ mình đọc bài. Cái suy nghĩ thầm kín của cái người này, trước hết là họ chín gốc bây giờ này, bạn thấy này, họ vui vẻ, cuộc sống của họ tràn đầy tình yêu và niềm vui, họ sống vui vẻ lắm. Và ba cấp họ hiểu, và các bạn biết một trong một cái phần nào đó ở cuộc sống họ vẫn chờ cái người yêu của họ. Queen of Pentacles họ vẫn dành những cái điều tốt đẹp nhất cho cái người yêu của họ, nhưng họ chờ trong tỉnh thức. Có nghĩa là họ biết rằng cái người nam đấy, cái người yêu của họ phải vượt qua được năm gậy, nghĩa là anh ta phải chiến thắng được bản thân của anh ta phải đẩy lùi được bản ngã, anh ta phải tình yêu của anh ta phải đủ mạnh. Và anh mà cái người yêu của cô ấy có thể là rất là hay so sánh, hay cân nhắc, giống kiểu tình yêu chưa đủ lớn ấy. Thì khi nào họ hiểu rằng khi nào cái người đàn ông đấy phải nhận ra rằng anh ấy yêu cô ấy, đó, anh ấy dám sẵn sàng xây dựng cùng cô ấy, anh ấy vượt qua được cái giai đoạn khó khăn, anh ấy biết được cái nào là quan trọng nhất và anh ấy quyết định, thì lúc đấy tình yêu nó mới trở lại. Và họ hiểu rằng họ sẽ chờ, họ chờ theo kiểu là mình nghĩ người nữ này họ không có sự chờ bám chấp đâu, có nghĩa là cứ chờ theo kiểu là giống như chờ như hòn vọng phu đâu, mà có xu hướng là họ quan sát xem là cái người nam này cuối cùng thì họ có nhận ra tình yêu và họ có dám vượt qua để đến với mình hay không. Và họ chờ theo kiểu là họ để họ quan sát xem người nam thế nào, chứ họ không chờ theo kiểu bám chấp là tất cả chỉ có biết có anh thôi, và nếu như mà không anh không chúng ta không yêu nhau thì em không yêu ai nữa. Không, họ chờ với một cái sự rất là tỉnh thức và họ vẫn tin ở người nam này. Mình thấy cái người này họ có một cái xu hướng là họ tin ở tình yêu này, họ tin ở người nam này, và họ tin rằng hai người sẽ rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Nhưng mà cái sự tin này nó không mang tính bi lụy, các bạn hiểu vấn đề không ạ? Thì đó là toàn bộ cái thông điệp của tụ bài số 3 nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là cả bài chung, nên là các bạn tôn trọng thông điệp chung, không ngán ghét thiên cỡ và câu chuyện của riêng mình. Hôm nay mình vừa mới đi dạy chiều 3 tiết xong, xong lại đảm bài riêng nữa, cho nên là cái giọng nó hơi tệ một chút. Mình đang trong cái thời gian dùng Reiki để mà chữa bệnh, cho nên tất cả những vấn đề từ cơ thể năng lượng, cơ thể vật lý của mình nó sẽ trồi lên và mình phải xử lý nó. Nên là khoảng thời gian này thì cái giọng nói nghe nó hơi chán một chút, các bạn chịu khó nhá. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã theo dõi, ủng hộ, đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn những chia sẻ chân thành và xây dựng của các bạn dưới mỗi video. Nếu bạn có nhu cầu trả bài riêng, tất cả thông tin mình đặt ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.